Các bà ơi, đừng có mê trai tập gym, trai sáu múi suốt ngày khoe trên mạng nữa Chúng nó lấy thân hình đi lòe thiên hạ rồi gãi gạ gã đấy Cứ yêu thương tin tưởng, sau đến lúc nó cắm sừng cho thì có mà kêu giờ nhá Chuyện em kể đúc rút từ bà chị gái mù quáng của em mọi người ạ Yêu ai không yêu mà nhất định phải trai sáu múi mới chịu cơ Khổ quá thể Đợt đó bà chị em tên là Trang Có đưa anh trai tên Đức là Jimmer về ra mắt gia đình trong ngày dỗ cụ cái nhìn đầu tiên thì anh Đức này cao ráo sáng sủa, thân hình săn chắc, thích khoe khoang nhưng mà chẳng có cái vẹo gì cả, cũng chỉ chui gầm nhà mình mà thôi. Vừa mới đến nhà, anh Đức đã tích cực. Con chào cả nhà, con là Đức, hiện đang làm huấn luyện viên ở phòng gym. Con thì hơn em Trang, nhà mình có 3 tuổi, sức khỏe con tốt, lương tháng 20 triệu, có xe riêng, nhà trả góp cách đây 8 km. Rất mong sớm trở thành một phần của gia đình mình ạ. Mới có chào thôi đấy mọi người Đã khoe mình khỏe với cả có xe xịn rồi Nhưng mà xin lỗi anh trai nha Nhà em có thiếu thốn gì đâu mà anh phải rào trước như vậy Em cũng thay mặt mọi người tiếp chiêu luôn À em chào anh Đức ạ Quỷ hóa quá hôm nay Nhà em được mời anh về nhà chơi Thật sự thì nhà em cũng chẳng có gì đâu ạ Xưng xưng vài cái nhà cho thuê Hai xe ô tô Với cả chút vàng bỏ tủ thôi ạ Mà lương bà chị em cũng ít lắm Của 40 triệu một tháng thôi Đủ dùng anh ạ không biết là như vậy đã đủ để tiếp anh Đức nhà mình chưa nhỏ Anh Đức nghe thấy thế thì xịt keo luôn Bà chị em á, khi hẹn hò cũng nói qua về chuyện này Nhưng mà anh ấy cũng hơi sốc Khi biết về gia đình em đến mức câm nín Chỉ cửa cho xong chuyện mà thôi Cả ngày hôm đó Con gà này gáy hoài Nhìn trái nhìn phải Em vẫn không sao thích nổi anh ta Đúng mắt nhìn người chuẩn quá mà Sau vụ ra mắt bà chị Cũng đòi mẹ là cuối năm nay cưới Vì đang được tuổi với cả chị thích anh Đức này lắm rồi Bố mẹ em cũng hết lời khuyên ngăn Nhưng mà giờ là thời con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy Nên là cũng đồng ý là định sẵn ngày cưới luôn rồi Nhưng mà em đã cảnh báo rồi mà Mấy anh GM không làm try bao Thì có chỉ là lăng nhăng ngoại tình mà thôi Và đúng thật Một lần em với mấy đứa bạn đại học đi ăn với nhau Lâu rồi mới có buổi tụ tập đang nói về chuyện chăm dáng Thì con bạn khoe là mới tìm được anh PT rất chi là xịn dạy rất, rất là ok nó mới học một tháng nhưng mà nói chung là duyệt nhiệt tình cộng thêm nói chuyện dễ nghe ưng ừ lắm em nhìn ảnh là biết luôn là đức chưa ai em còn hỏi lại nó là chắc chưa mà dám khẳng định như vậy thì hai tháng sau nó gọi điện trong nhóm chung rồi kể chuyện nào là chỉ được một tháng thôi đến tháng sau đến chỉ để nói chuyện tập còn cực nhả có hôm còn mời đi uống rượu xong rồi sắp sát vào bảo là cho anh nhờ củ khoa cho em được không Hãi thật sự nha Con bạn em cũng không phải là dạng vừa Cho anh ta ăn tát rồi bỏ về luôn Anh ta còn nhắn tin chửi con bạn em không được thì thôi Làm gì á mà phải quá lên Anh ta chiều cố cho con bạn em là may lắm rồi Đấy mọi người nghe có nẫu ruột không cái chứ Con bạn coi như mất tiền không học luôn Nó cũng chụp lại tin nhắn đò đưa của anh Đức Gửi cho em và chị Trang xem mọi người ạ Bà chị em không có tin mới tức đến mình chứ Không biết ăn bùa mê thuốc lú gì Của thằng cha đấy nữa mà tin nhắn rành rành Ava rõ từng nốt mụn Vẫn cố chấp là em ngụy tạm Cạn lời à, mê thiệt sự Nhưng mà đi đêm lắm có ngay gặp ma thôi Lần này à, thì bắt tại trận nhá Khỏi cãi Hôm đó em đi ba Đang ngồi nghe nhạc rất chiêu luôn Nhìn phía trước có một anh trai Tay ôm eo bên trái Một em ngồi cạnh bên phải Còn tay phải thì đang video con về gái Nghệ thế chứ nhỉ theo khẩu hình miệng ấy thì câu anh yêu em, anh nhớ em lắm Em mới chợt nghĩ trong đầu là đứa nào có phải thằng này á, thì khổ thôi Nào ngờ á, có trùng hợp đến vậy Nhìn kỹ thì chính là thằng anh rể tương lai Định mệnh thằng cha, hôm nay á, chị bắt được mày rồi nhá Em chụp ảnh lại cho bà chị á, rồi bảo bà chị đến đây ngay Em vừa mới đến kéo ngay trước mặt ông kia Đâu cần tốn lời Em vươn cánh tay và hai phát cho anh Đức tỉnh trước Rồi mới nhẹ nhàng cho hỏi Ơ, anh Đức ạ? À? em lại tưởng là em đánh nhầm ai cơ chứ cái loại sắp cưới rồi mà còn đi gái gú là phải đánh đánh thật mạnh cho chừa đi bà chị im lặng không nói gì không đánh không chửi để cơ hội cho anh đức mất nét chạy đến nắm tay giải thích chuyện không như em nghĩ đâu anh chỉ đến chơi một chút thôi chứ không hề có ý định chơi gái hay là lăng nhăng gì cả có thằng nào đi chơi gái mà nhận không ở trời anh ta còn đẩy em bảo là chuyện nhà nó em ngậm miệng vào cái gì mà nhà mày Chị tao á, à, thì dễ nao lòng với mày Chứ tao thì không có đâu Em tính tát thêm cái nữa Mà nó dám chặn em lại rồi chửi Má thằng cha nó Không biết à, em cũng học boxing hay gì Em nhảy vào đạp cho hai phát rồi chửi Mày còn tính đánh cả tao à Cái thằng lăng nhăng Tao đánh mày như này còn hiền với mày đấy Dẹp bê, cưới với xin cái gì Mày không xử với nhà tao đâu nhá Hôm sau, anh Đức qua nhà xin lỗi Muốn tiếp tục mối quan hệ Hứa sẽ thay đổi các kiểu Nhưng mà em chặn không cho là không cho thế là cha nội à, lật mặt liền trai tập gì mà nhưng chia tay vẫn phải đòi quà xe biêu cũ anh đức ơi tốt nhất là anh bắt thang lên hỏi ông rồi đưa tiền cho gái có đòi được không nhá em là một người phụ nữ có tư tưởng tương đối khác mọi người em không muốn lấy chồng hay ràng buộc bên nội bên ngoại mà em chỉ mong muốn có cho mình một đứa con cùng nhau sống chung đến già mà thôi và để thực hiện được điều mong muốn đó em cũng đã tìm những đối tượng phù hợp và quyết định lựa chọn bạn trai của nga bạn cùng phòng nghe nga kể về bạn trai của nó là một người đẹp trai tâm lý với cả rất yêu chiều nó anh ấy cũng khá kỹ tính trong việc làm chuyện đó nhưng luôn nâng niu nó hết mực em nghe thấy rất ok nên muốn xin giống của bạn trai nó và em đã bắt đầu lên kế hoạch ngày hôm đấy là ngày mà em sẽ gặp nga và bạn trai của nó em cố tình ăn mặc thật đẹp khoe cái gì cần khoe siêu sexy rồi đến muộn hơn để gây sự chú ý trước lúc đến em lấy lý do vừa đi chụp ảnh nên mặc mới mặc bộ đồ như thế này cái Nga không có ý kiến gì, vui vẻ giới thiệu trong khi bạn trai nó đang nhìn mình muốn rơi cả mắt ra rồi. Thuật thu hút người khác em cũng biết chút ít, nên khi nói chuyện em luôn nhìn thẳng vào anh Phong, rồi sau đó là những cái cười. Đưa mắt nhẹ nhàng, em đã dụng tâm như thế thì anh thoát làm sao được biết anh phong của nga thích truyện tranh mình cũng chẳng ngần ngại bỏ thời gian ra tìm hiểu kỹ lưỡng rồi nhìn ốp điện thoại giả vờ cảm thán thích nhân vật này kia nọ khiến anh ta rất hào hứng bước đầu làm quen rất suôn sẻ ba đứa còn lập nhóm chat riêng để rủ nhau đi ăn đi hẹn hò hoặc là nhờ vả nếu có chuyện cần thiết vài ngày sau trong một lần tình cờ em gặp lại anh phong trong quán bar hôm đó là sinh nhật bạn của anh ấy dù em đã nhìn thấy anh phong nhưng vẫn tỏ ra không biết gì rồi cứ thế vui vẻ với bạn bè đến muộn lúc trà về thấy anh phong đứng đợi trước cửa và bảo sẽ đưa em về để yên tâm anh ấy cũng gọi điện cho nga xin phép rồi em vui vẻ lên xe và còn chia sẻ với anh ấy vào chuyện anh phong nè anh có biết friend with benefit không em đang tìm người như vậy anh có ai giới thiệu em nha em thật sự thấy thiếu thốn và muốn được thỏa mãn mình một chút anh phong nghe xong cũng chỉ ậm ờ rồi im lặng đưa em đến tận cửa phòng sau vụ này em trực tiếp tấn công anh phong nhiều hơn lén lút nhắn tin cho anh ấy bằng tài khoản khác ngoài ra còn liên tục mong muốn được đáp ứng nhu cầu nữa và sau nhiều lần như vậy anh phong quyết định đồng ý làm friend with benefit với em với điều kiện hai đứa im lặng và không để lại hậu quả anh Phong ơi, cái chính em muốn là hậu quả mà, không để lại sao mà được hả anh? Em tỏ vẻ đồng ý và sau đó chúng em gần gũi nhau sau lưng của Nga. Em không thấy có lỗi, bởi em cũng đâu có tình cảm với cả anh Phong đâu. Và vào sinh nhật thứ 27 của em, em quyết định sẽ tặng quà cho chính mình. Em chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để có một buổi gần gũi thăng hoa nhất. Đang ở phòng đợi anh Phong đi qua, thì có tiếng chuông cửa, em chạy ra mở thì thấy Nga. Cô ấy nhìn em rồi tác liên tục vào mặt em, khiến em chết lặng mày làm cái trò gì vi mày quay lại qua lại với người yêu tao mà mày không biết ngại hả mày còn liêm sĩ không vậy em chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng thì anh phong chạy đến rồi vội đứng trước mặt em vi không làm gì sai cả bọn anh chỉ là quan hệ lợi ích thôi vì muốn con người thỏa mãn anh cũng chỉ giúp chút thôi mà em cũng chen vào giải thích rằng em với anh phong có chuyện gì cả chỉ là em muốn xin giống từ anh phong vì cao to đẹp trai ghen tốt chứ không có ý cướp bộ của nó Nga cạn lời, cười khẽn rồi tiếp tục chửi. Quan hệ lợi ích cái béo gì? Chúng mày lên giường với nhau rồi, mà còn đòi ta phải tin là còn yêu tao hả? Chúng mày bớt trơ trẻn được không? Còn con Vi, mày muốn có con thì chọn thằng khác. Sao nhất định phải chọn người yêu tao? Lý do lý chấu ngứa cái đít vải, ngậm mồm vào. Không thì tao đập chết chúng mày. Đúng lúc Nga chửi xong thì anh Phong lại nói lớn rằng anh ấy đã sai thật, anh ấy thích em mất rồi. Dù chỉ là quan hệ lợi ích, nhưng khi gần gũi anh ấy cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho em. Trời đất ơi, chuyện đâu đầu rồi đây nè, em không biết phải nói sao nữa. Nga tức giận đánh anh Phong rồi bỏ đi, để lại em với anh Phong nhìn nhau. Sau khi phi vụ, anh Phong lúc nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi hang em đủ kiểu, còn gọi em ra hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ giúp em có bầu, cho em danh phận các thứ. Nhưng mà đó đâu phải là điều em cần đâu, em chỉ muốn lấy ghen của anh ta thôi. Anh Phong như cố tình không hiểu theo đuổi em, đòi chăm lo cho em, Chuyện này dần mất kiểm soát hơn rồi, em phải làm sao đây? Em không có ý xấu mà, chỉ là muốn sinh giống tốt thôi chứ không có muốn mất bạn bè hay lấy chồng đâu. Em thật sự đã sai trong chuyện này sao? Chơi với bạn hết lòng hết dạ mà bạn vẫn phản là câu chuyện không hề xa lạ với chúng ta. Nhưng mà đó giờ mình chỉ nghe thôi, nay được trải nghiệm thử. Cảm giác đau lắm mọi người ạ. À. Mình và Nhi chơi thân với nhau từ lúc lên đại học. Nó thì tính tình thẳng đuột, ruột để ngoài da, nên mình rất ưng, kiểu miệng mồm bộp chộp có đâu nói đấy, nhưng còn tốt hơn là mấy đứa ít nói mà miệng bồ dao gâm. Thế rồi tình bạn chúng mình vẫn rất ư là đáng quý cho đến khi mình gặp quân. Anh là chủ công ty bất động sản, công ty cũng nhỏ chứ không phải là ông cốm ông kẹ giữa thành phố này cả. Nhưng mà Nhi suốt ngày suýt xa, bảo mình may mắn vớ được tay nhà giàu khét tiếng các kiểu mình nghe cũng buồn vì nhà mình cũng đâu phải là dạng nghèo khó gì đâu mà nhi nói như là mình là chuột xa hủ nếp sống dựa vào bạn trai á nhưng mà thôi mình cũng kệ vì nghĩ nhỏ này trước giờ ăn nói nhanh mồm nhanh miệng nó không có suy nghĩ nhiều thì mình để bụng làm gì mình vào quân yêu nhau cũng hơn một năm chuyện tình cảm của mình thế nào mình cũng mang kể hết cho nhi nghe vì tin tưởng nó là chị em thân thiết nên có chuyện lớn nhỏ mình đều mang sang tâm sự với nó mình với Nhi thân nhau đến nỗi mà đi đâu mình cũng vác nó theo. Suýt ngày kỷ niệm yêu nhau cũng dẫn nó theo luôn ý. Đặc biệt những bữa tiệc, những vụ ăn chơi cùng gia đình người yêu không bao giờ vắng mặt con bạn thân được. Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu tình bạn giữa mình và nó đậm sâu đến mức độ nào rồi hen. Chưa kể mình còn định mai mối Nhi cho em họ của quân vì thấy hoàn cảnh của Nhi còn nhiều khó khăn. Lấy được tấm chồng tốt thì Nhi cũng đỡ vất vả bươn chải ở thành phố này mà sau này hai đứa có lấy chồng rồi vẫn là chị em tốt cho đến khi về già cái đó là mình tính cho bạn thôi toàn con đường tốt đẹp còn bản tính cho mình thì hỡi ơi con đường toàn là nước mắt sau ba ngày đám hỏi ba mẹ mình bất ngờ nhận được tin hủy hôn từ bên gia đình quân mọi người ạ à. cả nhà mình bàng hoàng khi nghe tin chấn động đến như vậy qua tìm hiểu xương xương thì đầu dây mối nhợ là từ cô bạn thân mà mình hết lòng trân quý Cô bạn sau nhiều lần ăn chơi cùng anh chị em họ bên đằng nhà chồng mình, được đối xử tốt như người một nhà, chắc không có gì quý giá để đáp lễ hay sao, nên lôi những câu chuyện của mình ra để làm quà. Mọi bí mật về quá khứ của mình được Nhi mang ra tất tận tật để ghi điểm bên nhà chồng. Đỉnh điểm là chuyện mình từng sống thử hồi sinh viên và từng có thai và bị bạo hành đến xảy thai như nào cũng được nó mang ra kể nốt Đến nước này mình không thể kiềm nén sự tức giận nên đến tận nhà nó mà phân trần. Tại sao tao đối tốt với mày như vậy? Xem mày như chị em chuột mà mày nở lòng nào phản tao? Nhi trơ trẽn, vên váo đáp. Nhân quả báo ứng cả thôi mày ạ. À. Chuyện mày gây ra thì mày lãnh hậu quả. Cứ gì lại đổ lên đầu tao? Bộ mày không sống thử, không ăn cơm trước kẻn hả? Mình gằn giọng hỏi tiếp. Nhưng đó là quá khứ sai lầm của tao Ai cũng có lúc sai Đáng nhẽ mày là chị em tốt phải thương tao chứ Đằng này mày mượn cớ đó để bôi cho vào mặt tao Làm vậy chắc mày tốt đẹp hơn tao hả Nhi nhét môi đáp gọn từng câu từng chữ Ngay từ đầu tao đã có tình cảm với Quân Nhưng mà cũng vì nghĩ mày là chị em tốt Nên tao mới im lặng để mày đến với Quân Nhưng mà tao nhận ra Người sống bừa bãi như mày Từng yêu đương sống thử với trai như thế Không xứng với Quân và gia đình Quân Mày hiểu không biết điều thì rút lui, đừng có gây thêm rắc rối. Nói nói đến đó thì mình cũng quá rõ bộ mặt trơ trẽn của con bạn trắng độc rồi mọi người ạ. Chẳng đợi thêm nữa, mình vung tay tác vào má nó thật mạnh. Còn khốn, tao nhường hắn cho mày luôn đó. Lũ sống dơ như mày, từ đây đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Nếu không, đừng có trách tao. Mình bước thật nhanh ra về. Từ ngày hôm đó, ngày nào mình cũng khóc mọi người ạ. Vừa mất bạn, mất cả người yêu và cả danh dự của gia đình mình nữa. Những sai lầm của tuổi trẻ đã để lại cho mình hậu quả quá nặng nề, nhưng mà chẳng lẽ tuổi trẻ không được sai lầm và sửa sai hay sao? Và thật sự, tình bạn giữa đàn bà với nhau trên đời này khó đến vậy hả? Hay là do mình ngu muội chơi với bạn hết mình mà không hề toan tính nên mới bị bạn cho một phố đau đớn như này. Các bạn hãy lấy câu chuyện của mình làm bài học cho bản thân và đừng như mình để sau này phải hối tiếc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình tâm sự. Tôi và chồng đều làm thợ cắt tóc chúng tôi học nghề chung một thầy, cùng nhau mở tiệm rồi xây dựng gia đình luôn. cách đây mấy năm chồng tôi đòi dạy học viên, anh muốn truyền lửa nghề cho các bạn trẻ. tôi nghe tin thì rất hứng thú. hai vợ chồng tôi làm biển hiệu rất lớn kèm theo dòng chữ bao ăn ngày hai bữa, nên học viên đến xin học rất đông. sau khi mở lớp đào tạo học viên, tiệm cũ đã quá chật hẹp, nên vợ chồng tôi phải đi thuê nơi khác rộng hơn, mua sắm trước nhiều thứ tốn kém, mở tiệm lớn hơn thì khách đến ủng hộ cũng đông hơn họ khen nước nở tiệm to đẹp vợ chồng tôi làm ăn khá chồng tôi nghe vậy thì ra vẻ tự hào lắm vợ chồng tôi làm việc cả ngày con cái cũng đi học ngày hai buổi nhiều hôm phải tăng ca làm cho khách cho nên việc nấu nướng bất tiện để có cơm cho học viên thời gian đầu tôi phải gọi điện đặt cơm sau đó thì vợ chồng tôi bàn bạc rồi nhờ học viên giúp đỡ việc nấu nướng vì dù sao học viên cũng ăn mà các lứa học viên ra nghề đều có việc làm ổn định có đứa còn mở tiệm riêng nữa Ai cũng nói vợ chồng chúng tôi tử tế, dạy giỏi, còn biết chăm lo cho học viên như con trong nhà, nhưng mà mọi chuyện chỉ tốt đẹp cho đến khi vợ chồng tôi nhận thằng An vào học việc. Theo lời ba thằng An thì cháu ở nhà không được ngoan, chẳng chịu học hành, hay đi chơi game với bạn bè, nên dù cháu mới 12 tuổi, gia đình quyết định cho cháu đi học nghề cắt tóc, không cho đi học nữa. Lời của ba thằng An khẩn khoản cầu mong hai vợ chồng tôi uống nắng cháu ngoan ngoãn, ra nghề có việc làm ổn định khiến vợ chồng tôi thấy thương và nhận thằng An vào học việc. Thú thực, toàn bộ học viên của vợ chồng tôi đều là học sinh đã học xong lớp 12, không có nhu cầu học lên cao thì mới nhận. Thằng An là trường hợp đặc biệt. Tôi và chồng đều nói chuyện rất nhẹ nhàng, tử tế với thằng An, thậm chí còn ưu ái cho thằng An ăn uống no nê rồi mới dạy việc. Dù sao, thằng An cũng là con nít nên vợ chồng tôi cũng không dám đụng chạm gì, sợ cháu tuổi thân. Thằng An thật sự là đứa trẻ hư giống như ba cháu nói, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại chơi game. Khi được có chỉ việc thì chẳng chịu tập trung. Gần một năm thằng An chỉ biết cầm kéo, mấy cái kỹ thuật uống dũi nhượm thằng bé chẳng biết gì cả. Sau một lần chồng tôi để thằng An cắt thử một đầu khách nữa, thằng bé làm cho tốc khách nham nhở, khiến chồng tôi phải cắt lại và còn phải bồi thường tổn thất cho khách nữa. Từ đó khách thấy thằng An là nhất định không cho nó đụng vào tóc, chẳng còn cách nào khác tôi phải cho thằng an tập cắt tóc trên ma nơ canh không dạy thêm gì nữa vì thằng an chỉ học dùng kéo nên rảnh tay hơn các học viên khác rất nhiều dịp gần tết lượng khách đến tiệm lại đông hơn bình thường các học viên khác cũng phải làm việc như thợ chính nên tôi nhờ thằng an vo gạo nấu cơm thằng bé lầm lì không nói một câu nào bỏ luôn buổi học chạy về nhà trong sự ngỡ ngàng của mọi người ngay sau đó má thằng an đến tiệm mắng vốn bà ta gào lên tôi cho con đến đại học nghề tóc tiền đóng cũng như người ta vậy mà anh chị chẳng dạy tử tế ngày nào cũng bắt con tôi làm ô xin nấu cơm rửa chén các người có muốn tôi đập nát cái tiệm này không tôi mở miệng ra giải thích cho má thằng an hiểu là trong tiệm ai cũng vậy vừa học vừa vụ việc nấu cơm vì cơm trưa cơm tối thiểu đều là nhà tôi bao ăn thế nhưng mà má thằng an cắt ngang lời tôi bà ta bảo nếu còn thấy con than phiền về chuyện bị bắt làm việc nhà nữa sẽ cho người đến dở biển hiệu đập nát tiệm tôi Tôi không muốn gây chuyện lầm xùm, rồi mọi người nhìn vào sẽ rất là kỳ cục. Thế là tôi bàn với chồng kêu học viên tự mang cơm đến nhà ăn. Chồng tôi cũng nhìn thấy sự việc rắc rối nên là gật đầu đồng ý. Thế là lứa học viên đó ai cũng than trách vì thằng An mà chẳng được ăn cơm ngon nữa. Còn riêng thằng An, chồng tôi gọi cả ba má, thằng bé đến nói chuyện. Anh bảo tôi trả con cho anh chị về mà tự dạy. Tiên học lễ hậu học văn, anh chị không biết lễ với thầy cô. Đòi rạp tiệm của tôi thì đừng mong tôi dạy dỗ gì con anh chị mặc cho ba thằng An rối rít xin lỗi, hứa đưa học phí gấp bốn lần, vì chồng tôi là thợ có tiếng nhất vùng. Anh nhất quyết từ chối thằng An và cũng dở luôn tấm biển dạy học viên. Cú sốc lớn vì xích bị đập tiệm khiến chồng tôi luôn sống trong bất an. Hễ mà An nghe ai nói về việc nhận học viên, anh đều trùng mình nhớ lại kỷ niệm đáng buồn đó. Tôi hy vọng các bậc phụ huynh hãy nghĩ đến nỗi khổ của người làm thầy, làm cô như chúng tôi. Dù dạy chữ hay là dạy nghề, chúng tôi cũng cần tôn trọng. Cuối cùng, gần 20 tháng 11 rồi, Hai đứa con tôi đang học lớp 12. Đây là lần cuối cùng tôi được thay con chuẩn bị quà tặng ngày nhà giáo Việt Nam. Cho thầy cô, tôi chúc các thầy cô luôn nhận được niềm vui từ học trò và phụ huynh của mình nhé. Đưa vàng cưới cho má cất đi. Bao giờ mà vợ chồng cần làm ăn lớn, má đưa lại cho, không có mất đầu lo. Đó là những lời mà mẹ chồng đã nói với mình ngay đêm đầu tiên sau đám cưới. Lúc kết hôn mình chỉ mới 22 tuổi non dại, chẳng biết quản lý chi tiêu như thế nào, lại đi làm dâu xa xứ, nên mẹ chồng nói thế nào thì mình chăm chấp làm theo. Vậy là năm chỉ vàng nhẫn của bố mẹ đẻ cho, thêm bộ trang sức cưới, mình đều tháo ra cất vào hộp đưa cho mẹ chồng giữ hộ. Hai năm làm dâu, cuộc sống của mình với mẹ chồng vẫn hòa thuận vui vẻ, Mẹ chồng mình vô cùng tâm lý Mình muốn gì bấy cũng chăm lo cho đầy đủ Mẹ chồng còn dạy mình làm dâu miền Tây Thì phải nấu ăn như thế nào Chào hỏi mọi người ra sao Chuẩn 10 điểm không cần chỉnh Gần đây em họ của chồng mình kết hôn Nên chồng mình bảo Em lấy dây chuyền vòng đeo tay Vào cho đẹp Để trống trơn vậy người ta lại đánh giá Vậy là mình nói lại với mẹ chồng Để lấy trang sức vàng đi đám cưới Nhưng mà mẹ chồng mình lại nói Còn đeo làm gì Vàng cưới đâu già người lắm rồi đi đường người ta giật cho lại khổ nghe mẹ chồng nói vậy mình tiêu nghĩu nhìn sang chồng anh ấy cũng thầm thị điều gì đó vào tay mẹ chồng mình nhưng bà ấy vẫn lắc đầu không thể để lỡ giờ làm đám cưới mình đành đi đám cưới mà trên người không hề có tí trang sức nào mẹ chồng và bông trà mình đi sau một chút nhưng mà khi họ tới mình sững sờ thấy mẹ chồng đeo trang sức vàng đầy người nhìn kiểu dáng rõ ràng là vàng cưới của mình lúc đó mình tức lắm nhưng mà đang trong đám cưới, mình không dám làm ầm ĩ. Mọi chuyện sau đó còn đẩy lên cao trào hơn. Khi mà màng tặng những vàng cho cô dâu chú rể, mẹ chồng đã lấy một chỉ vàng của mình đem đi tặng. Sở dĩ mình biết là vì vàng vẫn còn được đặt trong hộp, mình thấy rõ trên hộp để tên tiệm vàng ở gần nhà bố mẹ đẻ của mình nữa cơ. Tức tối, hôm đó ăn cưới xong, mình gặp riêng mẹ chồng hỏi, sao má lấy vàng của con cho em họ mà không hỏi con tiếng? Mẹ chồng lại thẳng nhiên đáp, Má không có kịp mua nên lấy đỡ Vài hôm nữa má mua bù cho Có gì đâu mà làm ẩm lên Mình cứng họng không biết trả lời mẹ chồng như thế nào Nhưng mà mình Cũng không thể để vàng bố mẹ đẻ cho mình Cho bị nhà chồng tiêu xài hết Thế là mình suy nghĩ 7749 đêm Tìm kế thu hồi hết vàng cưới Mình nói riêng với mẹ chồng anh con đầu tư làm xưởng sản xuất hải sản xuất khẩu, bây giờ đang kêu gọi đóng góp cổ phần, mỗi tháng cũng lời vài chục triệu, chẳng phải làm gì hết. Má đưa vàng con đem bán, rồi đầu tư cùng anh, nhà mình sẽ giàu to. Mẹ chồng biết bán vàng khác tiệm sẽ bị ép giá, nên bà ấy chủ động đưa hết vàng cho mình đem bán. Mình kiểm tra thấy thiếu một chỉ vàng, hỏi thì mẹ chồng bảo. Còn một chỉ vàng bữa cưới em họ, má chưa kịp mua bù lại. Mình thừa biết mẹ không mua lại, muốn vạt đến xương mà, nhưng mà vẫn nở nụ cười bảo không sao ban đầu mình định bán vàng đưa lại số tiền đúng một chỉ để biếu mẹ chồng và bông trà nhưng mà bà ấy đã tham lam lấy mất một chỉ vàng thì mình cũng không đưa thêm nữa số vàng cưới mình gửi chuyển phát nhanh về quê cho anh trai đem đi bán đúng tiệm đã mua sau đó anh trai mình chuyển khoản toàn bộ tiền bán vàng cho mình sẵn lãi suất ngân hàng đang cao mình lập sổ tiết kiệm luôn mấy hôm trước mẹ chồng nói với mình về tiền lời lãi kinh doanh mình cười cười bảo con lập sổ tiết kiệm lãi hàng tháng được nhập vào đó rồi không rút ra được mặt mẹ chồng trở nên xám như cho bếp bãi biết mắc lỡ mình rồi sau đó bãi gợi ý đưa sổ tiết kiệm để bãi giữ giùm cho hai vợ chồng mình đáp lại rằng đã đưa sổ cho mẹ đẻ giữ giùm mình còn nói thêm một chỉ vàng hôm đám cưới em họ là mình béo riêng mộng chè và bông trà không có lý do gì trách mình mộng chè không nhắc đến chuyện tiền nông bạc vàng gì nữa nhưng thái độ thì khác hẳn Mấy hôm nay bảy làm mặt lạnh với mình. Chồng thấy thái độ của bảy như vậy thì có hỏi mình, biết chuyện mình lập mưa lấy vàng lại vàng cưới, anh trách mình ác với người sinh ra anh, nhưng mà đó là tài sản riêng của mình, làm sao để nhà chồng bon rút được. Đúng là đàn ông là những niềm đau mà. Độc thân hơn 2 năm đang vui vẻ phấn khởi tận hưởng khoảng thời gian này thì con đỉ tình yêu nó xuất hiện, cũng không có tính yêu đương gì đâu, tự nhiên anh này đúng ngu quá lại phải lao vào. Đã không lao thì thôi Mà lao vào đổi thắng sẽ không kịp luôn á Mình đang ngồi chạy deadline trong quán ruột Thì có chàng trai cao ráo lại xin làm quen Nói chứ đây là lần đầu mình được xin số luôn ấy Mình đang độc thân Lại gặp đối tượng đúng gu Cũng không ngại ngờ mà trao đổi cách thức liên lạc Trước đó mình không thinh Việc đi quán cà phê nhiều có bồ đâu Nhưng mà mình gặp là mình tin nè Sau đó hai đứa bọn mình có ngồi lại trò chuyện với nhau Lâu lắm rồi con tim yếu đuối này mới cảm thấy trung trinh lần nữa. Có khi nào đông này mình có bồ để ôm ấp không về nhà bọn mình trò chuyện thâu đêm không biết giờ giấc còn hẹn buổi khác đi quán cũ hang huyên nữa nói là làm bọn mình hẹn nhau gặp mặt luôn ổng không ngần ngại nói mình là gu ổng còn nhìn thẳng mặt mình nói anh bị ấn tượng khi thấy em làm việc tập trung lúc ấy anh không màng xấu hổ sợ em từ chối mà muốn nắm lấy cơ hội xin số em luôn may quá em vẫn đồng ý không là anh buồn chết mất mình nghe cũng ngại ngùng cười cũng biết bản thân là người đầu tiên ổng đủ can đảm để xin số nghe phát nghĩ mình đặc biệt các kiểu á lớn rồi mình thấy thích thì mình nói thôi cả hai cũng không giấu giếm hay dò xét gì đối phương hết cứ thích nhau hay là có ấn tượng gì nhau là cả hai không hề có chuyện giấu giếm chắc là do cả hai người đều bận công việc riêng nên là bọn mình chỉ có thể trò chuyện nhắn tin với nhau vào buổi đêm muộn mình cũng không có ý kiến gì bởi mình thấy một ngày làm việc mệt mỏi cuối ngày có người tâm sự hàng huyên cũng vui mà mình cũng thích sự quan tâm nhỏ nhặt của ông ấy. Nhiều lần biết mình tăng ca là ông chủ động đặt đồ ăn rồi bảo mình tự biết chăm sóc bản thân. Quả này chắc bản thân sắp có bộ tới nơi rồi. Mình thích ông lắm luôn á. Giờ ông bảo làm người yêu mình gật đầu liền. Đang thấm thiết thì ông bắt đầu nhắn ít với mình. Mình có hỏi thì ông gọi điện than thở là công việc dạo này áp lực. Rồi bảo mình là đợi ông xử lý công việc sẽ đưa mình đi chơi này nọ. Thế là mình cũng tin cho ông không gian cử lý công việc mình nghĩ là ổng tinh tế sợ mình uh, sợ là mình nghĩ ổng ghost cho nên là giải thích để mình yên tâm hơn thế là mỗi người cứ làm việc người đó hơn một tuần không nói chuyện mình có chút nhớ ổng rồi mình nhắn tin mãi không thấy ổng đọc hay trả lời vào trang cá nhân cũng không thấy hoạt động gì mới nhưng mà không hiểu có linh cảm gì mà mình lại vào nít phụ của bản thân rồi mình đi mò nít ổng coi coi ai mà có dè hình ảnh mình thấy là ảnh ổng chụp ảnh cưới rồi cái cáp còn là chúc mừng em đã thành vợ anh rồi ngày tháng tổ chức đám cưới là tháng sau nữa chứ đứng hình mất công mẹ nó 10 giây luôn mồm mình còn chưa kịp đóng luôn á nước mắt tự nhiên nó chảy xuống liền cảm giác bị tráp đau đớn vải cây vải trưởng thế là mình mới sang nếp kia nhắn tin cho ổng rồi cáp lại hỏi ổng là đang lừa dối mình hả mà nhắn hoài không thấy trả lời chắc là ổng cho mình vào cái chế độ ẩn ọt gì rồi Thế là mình mới gọi điện cho ổng Mãi mới chịu bắt máy Giọng ổng vẫn dịu dàng lắm cơ Thế là mình mới nói cho ổng biết Là mình biết chuyện rồi Khôn hồn giải thích Không thì vợ ổng sẽ biết chuyện Chắc là biết chuyện bại lộ Thế là ổng bắt đầu dở văn bẩn Xong mọi người biết ổng nói gì với mình không Ông bảo ca hai đã là gì của nhau đâu Chỉ là bạn bè có chung quan điểm Ngồi nói chuyện với nhau thôi Với lại ông nói mình đúng gu chứ có phải là muốn mình làm người yêu đâu Bảo là mình ảo tưởng vị trí Má, mình cay mà ông nói cũng đúng nữa mới tức chứ chốt câu cuối mình mới chúc ổng hạnh phúc mong gia đình yên ổn đi ngủ giật đùng đùng ra đường thì nhớ né mặt mình không phải là mình chẳng biết thế nào là lễ hội tức thiệt lâu lâu mới đụng trời tình yêu nay bị tráp ngon ơ nghe tưởng là chuyện hài bình thường hay vỗ ngực nữ thần tình yêu người bảo vệ tình yêu chính nghĩa tức ngang chuyện mà em kể sau đây á, cũng không biết mọi người thông cảm thế nào cơ mà em đang bối rối lắm luôn ạ à. phải làm sao bây giờ mọi người ơi cứu em với em là nam có thằng bạn thân từ hồi cấp 3 tên là hải thì uh, nó với em hợp tính nhau lắm cho nên chuyện gì cũng kể hết trơn lên đại học dù là khác trường nhưng mà chúng em vẫn ở chung trọ với nhau nha đợt vừa rồi em mới chia tay bé người yêu tên nhi của em nhi cứ phải gọi là xinh xắn đáng yêu miễn bàn nhưng mà em ấy bỗng muốn chia tay vì cảm thấy không muốn yêu đương nữa trời ơi em đau đớn em gục ngã em đợi thằng hải về rồi cùng nhau tâm sự đêm khuya thôi chứ một mình chắc em xỉu mất mọi người ơi rồi khoảng tuần sau thì em cũng đã tạm quên được người yêu cũ do công việc quá là bận rộn đi. Suốt hai tháng trời cố gắng kéo việc thì cũng tạm ổn. Em được thưởng cũng dậy dậy cho nên mời thằng Hải với vài đứa nữa à, một bữa cho ra gì và này nọ đâu. Hôm đó nha, em với Hải uống tới bến luôn cả nhà. Thằng Hải nó say, rồi nó cứ ôm lấy em, không có cho em đi đâu á. Còn bắt em đưa về nhà ngủ nữa chứ. Miệng thì liên tục nói, thiếu hơi em, nó không sao ngủ được. Gì vậy trời, đúng là chơi với nhau lâu mà đến cả hơi cũng quen hả ba? Rồi về nhà thì em vứt nó lên giường Rồi cũng vật ra ngủ luôn Đang ngủ ngon thì thấy cần cấn 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 Hải ơi Thằng Hải nó ôm chặt lấy em rồi nhẹ nhàng hà hơi Nam ơi mày ngủ chưa Mà ngủ hay chưa không quan trọng mày ơi Quan trọng là tao thích mày á Nam Thích lâu lắm rồi Trời em nghe xong Thì cũng cười cười Vì nghĩ là nó đùa cho nên cũng nhây nhây ôm lại Rồi ngủ tới sáng thôi qua hôm sau em kể lại cho nó nghe những gì em nghe thấy thằng hải mặt đỏ bừng rồi nó chạy đi luôn ok kìa phấn này kỳ nha ba tự nhiên ngại vậy ba đáng nhẹ phải chửi em vì nói tầm bậy bạ chứ vậy là mấy ngày sau đó nhắn tin bảo em là nó đi qua nhà bạn ở dạy hôm vì bạn nó ốm nên em cũng quên luôn chuyện đó rồi bỗng nhiên trong khoảng thời gian này á bé nhi người yêu cũ liên lạc lại với em bé gọi điện rồi khóc lóc quá trời luôn khiến em lo lắng phi vội qua nhà em Vừa thấy em, bé Nhi ôm chặt rồi kể mọi chuyện Là ở công ty bé có ông sếp đang dụ bé là Sugar Baby Rồi hứa sẽ thăng chức tiền rủng rỉnh đâu đó Nhiều mới dám đi làm nữa Nhưng mà cũng không dám nghĩ luôn Vì việc ở đó khá là ok mọi người Vậy là hai đứa em cứ thế trò chuyện rồi nảy sinh những tình huống bất ngờ mà ai cũng biết rồi đó ha. lúc trở về phòng em em vui như được mùa, nhìn thấy thằng Hải đang trong phòng em ôm chầm lấy nó rồi hát véo von bài ca quay lại với người yêu cũ. Nhưng mà trái với cái sự vui mừng của em, thằng Hải tức giận đi dọn đồ rồi chửi em. Tại sao mày lại quay lại người yêu cũ hả? Tao mới chấp nhận nha. Từ giờ mày có làm sao tao cũng kệ mày. Tự giải quyết đi. Tao nói mày có nghe đâu mà nói làm gì. Ờ, à, ủa ủa gì vậy ba tự nhiên tức giận với ba bình thường ba bình tĩnh khuyên răng tôi lắm mà trời em thấy lạ quá đi có níu kéo nó nhưng mà hải nó quyết tâm lắm giật tay em ra rồi đi luôn không quay đầu lại ê hết chuyện này tới chuyện kia em nghĩ nó sẽ giận mấy ngày là thôi ờ ok kệ mày luôn mày cho đến một ngày nha em bị tai nạn phải bó một chân á mọi người thay vì người yêu thì thằng hải nó chạy vào viện trước nó nhìn em nằm trên giường bệnh mà nó khóc như mưa vậy đó trời cả ngày nó trực bên cạnh em rồi còn nắm tay em nữa chứ trời ơi, sến sến quá nha ba tôi đâu cần cho đến lúc mà em tỉnh dậy á hải nó cứ nhét cho em ăn hoa quả rồi cơm tự nấu rồi bánh rồi bim bim cho nó đủ thứ em không còn miệng để mà nói nữa luôn hải nó còn cứ nhìn em với mắt rất là ba <laughs> chấm nữa đó đang đẩy nó ra thì bé nhi tới thăm em ấy nhìn thấy cảnh em vàng hải tay trong tay thì đến tắt thẳng cho mặt thằng bạn của em bảo À à, con tiểu tam đội lốt bạn thân này, anh còn dám xuất hiện ở đây hả? Từ ngày xưa tôi đã nhìn ra ý đồ của anh rồi, giờ anh tính công khai thiệt đúng không? Hải nó không ngại cứ ôm lấy thay em rồi nói chứ. Ừ, rồi sao? Người yêu gì mà gần một ngày trời mới tới thăm làm sao? Thế mà đòi làm người yêu hả? Thằng nam cứ để tôi chăm là được nha. Cô thì khỏi, cũng chỉ cần người yêu cũ quay lại thôi mà. tôi mới là người bên nó suốt mấy năm nay nè rồi hai người cứ thế cắn nhau trong bệnh viện luôn khiến em nhức hết cả cái đầu em chẳng hiểu gì nhìn hai đứa mà chỉ thấy cạn lời thôi á đang không biết phản ứng thế nào hai đứa quay ra nhìn em rồi hét lên nam mày chọn đi nhi hay tao chẳng lẽ mày ở với tao bao nhiêu năm cộng thêm lời nói đó mà mày chưa hiểu lầm tao hả tao sẽ chăm sóc và yêu thương mày cả đời luôn mà nhi cũng đâu vừa đâu anh nam anh chọn đi em hay anh ấy dù chúng ta là người yêu cũ quay lại nhưng mà tình cảm chúng ta là chân chính mà em sẽ yêu anh thiệt là lâu luôn bên cạnh anh bất cứ lúc nào luôn tự nhiên được hai người bày tỏ tình cảm lúc này, trời đất ơi em, em ngợp với mọi người, cớ sao lại như vậy vậy? em vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, mà tại chân đau quá, đâu có chạy để đâu mấy ba. giờ em phải làm sao đây mọi người? hai đứa này nó lạ quá, à. em muốn mất bạn thân cũng chẳng muốn mất nhi đâu ạ. À. có phải em quá tham lam mọi người? nhưng mà vốn là em đâu biết thằng hải cũng thích em đâu? khó xử quá trời mọi người ạ. À.